Bắt đầu. Chơi bỏ tay quá. Bắt đầu rồi. Hai bạn đã làm quen với được nhiều bạn nước ngoài chưa? Và cảm nhận của bạn về những người nước ngoài như thế nào? Những người bạn ở nước ngoài như thế nào? Một năm ở đây thì mình có khá quen được khá nhiều bạn nước ngoài. Thì ban đầu tiên thì thấy là có vẻ mấy bạn người sinh các bạn không được thân thiện nhau lắm, nhưng mà càng chơi lâu thì có thấy các bạn càng ngày càng thân thiện và dễ mến. Bạn đã áp lực học tập ở đây như thế nào? Cho bạn business cao thường xuyên. Thật ra học hành thì cũng áp lực, nhưng mà bởi vì ở trong trường rất nhiều CCA nên là vừa học vừa động thì sẽ thấy đỡ áp lực hơn. Bạn tham gia những CCA nào? Tôi tham gia Red Cross và Isaac. Bạn thấy đồ ăn ở đây như thế nào? Terrible. Thật ra cũng không đến nỗi terrible. Thật ra nếu mà ăn nhiều sẽ quen à, không đến nỗi. Mình ở đây một năm rồi, nhưng mà đến năm thứ hai thì nói chung là không muốn ăn đồ ăn ở đây, chỉ muốn tự nấu. Và các bạn thường làm gì khi rảnh rỗi? Hai bọn mình hay đi chơi với nhau khi rảnh rỗi. Ok. Bạn cảm thấy những người bạn khác giới ở sinh như thế nào và bệnh cảm ứng? Những người bạn khác giới tức là những người bạn người Singaporean? Không ạ, người bạn khác giới ở đây. Ở đây. Ok. Mình thấy họ cũng bình thường như những người khác giới trên toàn thế giới. Bạn này kết rồi cho nên là hỏi đi để bạn giới thôi là có. Phải đi. Các bạn có định kết bạn tức là kết một bạn ở Singapore không? In a relationship. Có là tốt, không có sao cả. Ok, các bạn thường chơi môn thể thao nào? Mình không chơi thể thao. Thỉnh thoảng thì mình có đi đi bộ hoặc đi bơi thôi. Cảm ơn hai bạn.